Thơm nha, thơm nha. Mới cắt ra không mà nghe cái mùi. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại kênh Las Vegas Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay video này sẽ review món mochi. Món mochi mình sẽ review hai loại nha các bạn nha. Một là loại này. Đây, loại này. Loại này là mình mua ở chợ Thuận Phát, là cái chợ Việt Nam á. Thì cái loại này các bạn có thể thấy được, nhìn nhìn mình nhìn nó rất là hấp dẫn. Không, nhìn nó cứ tới 6 vị, 6 vị đúng không? 6 vị. Cái này là của Đài Loan nha các bạn nha. Thì bên đây là mình thấy được là có chi đậu đỏ, mochi đậu phộng, mochi mè đen, mochi taco là ủ thẩu là khoai á, mochi khoai, khoai gì ủ thẩu là khoai môn như là khoai môn, và mochi trà xanh, mochi xoài là cũng 6 vị tất cả luôn. Thì nó giống như mình nhìn cái hình mình rất là dễ thích, mình thấy cái hộp mình rất là thích và mình quyết định mua về để review cho các bạn xem. Và còn đây đây, cái món này nó mới nhìn nó lạ mà nó rất là hấp dẫn. Với hai các bạn thấy cái màu không, những cái màu là mình nhìn là mình thấy rất là thu hút mình. Mà gặp trên đây nó có trân châu nữa nè, đây nó có trân châu nữa nè. Cái loại này á, thì là mình mua ở Costco. Bạn nào mà chưa có xem á, thì có thể xem cái video những gì mà mình mua ở Costco á. Thì ở đây nó có ba vị tất cả, là có xoài nè, có xoài vải, có xoài vải và chanh dây, và ở chính giữa nó sẽ có cái nhân chân châu. Nhìn thì rất là hấp dẫn, không biết mở ra nó có ngon như mình nghĩ không. Mình sẽ mở cái này trước nha. Ok, các bạn cùng mình mở cái này nha. Cái này là mình nhìn trong đây thì nó có là cái này là cái bản đồ của nước Đài Loan nè. Này nó có dán. Rồi bây giờ mình sẽ mở nha. Nó có cái hộp, nó sẽ như thế này. Nó sẽ như thế này. Trong này nó có bao nhiêu cái? Ê, cái này nhìn nhỏ xíu rồi nha, nó không phải là lớn như cái mochi mà cái video trước mình đã review á. Cái này nó nhỏ xíu rồi, cái bánh nó nhỏ xíu mà nó để trong một cái bọc bọc nhỏ. Đi kéo em. Kéo mình cắt này nha. Nè các bạn, thì cái này nó tuy là có 6 vị cho mình chia ra nha. Cái này cái xoài, cái xoài cái gì cái không cái này mè đen, mè đen mè khoai, khoai mè đen, mè đen mè trà xanh, trà xanh trà xanh, cái này là khoai. Ố sao kỳ vậy, ghi 6 vị mà, ghi 6 vị mà sao ở đây có 4 vị à, mà xoài thì quá trời ơi luôn, xoài tới 4 cái à, xoài tới 5 cái, mè đen 4 cái, trà xanh 3 cái, khoai thiếu cái gì đây, thiếu đậu đỏ với lại thiếu đậu đỏ với lại đậu phộng. Biết mình có nhìn lộn không ta? Nó ghi là tổng cộng là 15 cái. 2, 4, 5, 9. Ủa này đủ 15. Ủa, cái bịch nó nhỏ xíu nghe nè. Bánh có chút xíu à. Đây nè.
Rồi bây giờ mình sẽ, cái bịch thì nhìn nó rất là dễ thương luôn nha. Cái ép à, có nhân không ta? Mình mời các bạn nha, mình mở ra nha. Nè, cái bánh có chút ép. Quên chút ép. Ở trên là nó có một chút bột bột. Ở trong nó có nhân nha các bạn nha. Ở trong nó có nhân. Ở ngoài nó dẻo dẻo mà mình thấy giống như dạng mấy cái jelly á. Nó hơi chua chua cái mùi vị xoài. Nó cũng không có ngọt lắm. Cũng ngon lắm. Bây giờ mình sẽ thử cái mè đen nha. Cái này thì nó màu trắng trắng, còn cái mới nãy nó hơi màu cam cam là cái vị xoài, cái này là màu trắng trắng. Nhân à. Cái nhân mè đen này nó hơi giống cái dạng mà lần trước mình review á. Mà các bạn có thể thấy được là cái nhân có chút ép à. Bột quá, chơi bột luôn rồi nè. Nhưng mà cái bánh mochi bên ngoài đây á, nó khác. Nó không giống như cái xoài mình, cái xoài mình ăn mình cảm thấy ở ngoài nó giống như cái lớp bên ngoài, giống như jelly gì đó. Cái này nó khác. Nhưng mà ăn cái này, cái này cũng không có ngọt lắm. Nhưng mà ăn cái này nó hơi khát nước và nó hơi ứng cạ, ứng lại rất ngon. Cái nhân mè đen thì nó cũng ok mà không có ngon lắm. Ok, bây giờ vào vị khoai nha các bạn nha. Khoai này là khoai môn mà vậy. Cái bánh này thì nó mềm hơn nè. Cái bánh này thì mình gờ nó hơi cứng cứng chút xíu. Bánh này mình gờ nó mềm mềm nè. Nó có cái màu tím. Hửi thì không có mùi nha. Có thì cũng là rất là nhẹ luôn. Mình thì không có thích ăn khoai môn cho lắm, cho nên mình không biết nó ngon hay không. Mình không biết là mình nói không biết là có ngon hay không, tại vì mỗi người mỗi khẩu vị khác nhau á. Mình không có ăn khoai môn. Và mình cũng không có hảo trà xanh nên bạn nào thích trà xanh á thì có lẽ là không biết thích hay không. Mình thì không hảo trà xanh cho lắm. Đây trà xanh, cái màu nó có màu xanh lá nè, có mùi. Cái mùi trà xanh cũng nhẹ lắm đúng không nồng, tại vì mình không thích ăn trà xanh á, cho nên là
có lẽ mình review không có được khách quan cho lắm về cái vị chả xanh này nha. Mình nghĩ ít nhất nó cũng phải có đậu đỏ chứ, mình thích ăn đậu đỏ với lại đậu phộng á, mà hai cái vị đó không có, ngộ ra. Không quá ngọt, những cái bánh này mình thấy là không có quá ngọt. Đối với cái vị khẩu vị của mình đó nha, để mình thì cũng thích ăn ngọt á, nhưng mà ngọt quá thì mình cảm thấy ngọt quá là đối với các bạn mà không thích ăn ngọt là chắc là rất là ngọt luôn. Thấy loại này không có được hợp khẩu vị của mình cho lắm, không biết các bạn ăn sẽ như thế nào, không biết khẩu vị của các bạn sẽ như thế nào, nhưng mà mình thấy ăn thì không có gì mà nó đặc biệt. Ok, bây giờ mình sẽ tan tan. Bây giờ mình sẽ mở cái này nha. Nhìn cái này hy vọng là đừng làm mình thất vọng nha. Ok, mình sẽ cắt mạng. Cái bịch này bự lắm á. Ôi gà, bịch bự lắm luôn á. Cái này nó ghi là tới 60 cái. Không biết nó bự hay là nó nhỏ như cái kia. Thơm nha, thơm nha. Mới cắt ra không mà nghe cái mùi cái mùi chay dại. Trời ơi thơm phức. Ok mình đổ ra. Cái này cũng dạng nhỏ nha, nhưng mà nó thơm quá. Bữa nãy mình mở ra mình thơm cái chí giải, thơm cái gì chí giải. Cái bánh khủng khiếu à, cái bánh nó cũng nhỏ giống như cái bánh mới nãy vậy đó. Và cái này có ba vị thì mình sẽ xếp xong rồi mình sẽ review ba vị này cho các bạn xem nó sẽ nó có ngon hay không, mà sao nó thơm dữ vậy không biết. Đếm. Đếm coi đủ 60 cái không nha. Đủ 60 nha các bạn nha. Bây giờ thử món nào trước bây giờ. Mùi dải thơm quá, mình thử mùi dải trước nha. Nó gói cái vịt ở ngoài mà cũng thơm với sợ thơm luôn á. Nó cũng có chút xíu à. Cái này nó nặng hơn cái mới nãy, là chả trong nó có cái nhân trần trâu. Mời các bạn nha. Cái này nó rất nó rất là dai nha, bên ngoài nó rất là dai, nó có cái nhân trần trâu nè, nó có cái nhân trần trâu, nó rất thơm mùi dải luôn. Dạ. Không quá ngọt. Nhưng mà cái này ăn nhiều là ngán nha. Ăn nhiều ngán. Mình uống mấy nước nha. Ăn nhiều quá lại sẽ ngán, nhưng mà nó rất là thơm. Bây giờ mình thử qua cái vị chanh dây nha các bạn nha. Mới nãy mình quên coi cái này sản xuất ở đâu ha. Mình coi cái này nó sản xuất ở đâu. Ô, cái này cũng Đài Loan luôn.
này cũng sản xuất ở Đài Loan luôn. Cái này là ăn với mochi, ngoài Nhật Bản với mochi. Trời ơi, nó thơm quá mỡ ơi. Nó thơm mùi chanh dây. Thơm á. Mà cái cục này nó... cái cục này nó kì kì rồi ta. Nó không được chọn, nó bị mớ. Ok. Nó hơi ngọt. Cái này nó ngọt hơn cái giải. Nó có hơi vị nhẹ nhẹ chua chua của chanh dây. Mình cũng nghĩ cái này ăn nhiều thì sẽ ngán. Ăn một cái hai cái cũng ok. Cái này ăn nhiều thì không ngán. Nhưng mà nó thơm lắm. Mở bịch ra nó thơm phức cái mùi lên. Bây giờ mình thử qua cái vị xoài nha các bạn nha. Cái này nó cũng thơm luôn. Nó có cái màu vàng vàng nè, xoài. Làm nó thôi mới sợ nha. Thử gì không nghe. Thử gì không? Nổ bịch ra nghe mùi. Cái chân trâu của nó trong nó rất là to các bạn xem. Chân trâu nó rất là to luôn. Nó dài dài. Kéo nó dài dài. Rất là dài luôn. Cái này ăn đến ra còn ngon hơn cái kia. Kia mình mua nhiêu đâu mình không nhớ nữa. Còn cái này là mình mua ở Costco như là 8 đồng mấy thì phải. Mình không chắc nha, có gì mình sẽ ghi cái giá ở dưới đây cho các bạn xem nha. Mình nhìn nó rất là hấp dẫn, nhìn nó lạ lạ không? Nhìn cái màu nó rất là đẹp luôn. Nó rất thu hút người xem. Thu hút người mua mới đúng. Nó làm cái màu. Mà nó thơm thiệt. Nhưng mà ăn nhiều thì nó ngán quá. Video đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem mình review những cái món mochi. Nếu mà các bạn có món nào mà muốn mình review thì các bạn hãy comment ở phía dưới cho mình. Nếu bạn thích video này, hãy like và subscribe cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn các bạn ở video tiếp theo, mình sẽ review những món khác nữa. Nếu các bạn thích, các bạn có thể để lại bình luận cho mình ở phía dưới video. Mình sẽ trả lời các bạn sớm nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye.